Hello everybody, welcome to HealthVKT. Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HealthVKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game con này là gì quên bà nữa người ta. Đại chiến ninja, nhớ rồi. Đúng rồi, đại chiến ninja hay là đại chiến nhẫn giả gì đó à. Đại chiến nhẫn giả. Ok, rồi, nhớ rồi nè. Đó. Đầu vô thì một trận đánh hả? Đó. Hai bên thật là ngang tài ngang sức. Mà thấy bên kia là thấy có hai con Sharingan là thấy Sukuna mày rồi. Bên này có Madara, có Ichi. Hình như là có con A hay có thằng ấy nữa, có thêm thằng thằng Obito gì đó. Trời ơi. Ok, tên cũng chả là quan trọng lắm. Thôi để Pay IP cái đã, cái này không Pay IP nó quay vòng hoài à anh em. Nè. Hiện tại là đâu có Pay IP gì đâu. Đây, đó, đâu có Pay gì đâu. Bây giờ Pay IP vô cho nó mượt tí. Rồi. Đậu xanh nó rồi sao bấm được. Chắc hót ra rồi vô lại quá à. Rồi mới hót ra vô lại ha. Đó thì quay cái này. Quay cái vòng quay vàng thì không vàng nha anh em. Đó không có tốn phí gì hết nha. Cái vòng quay vàng là free luôn. Đó đầu vô thì chúng ta có 2, 4, 6, 10 triệu vàng. Giữ 2, 4, 6 1 triệu 2.800 kim cương ha. À. Thì cái nhiệm vụ đầu game này anh em muốn làm thì làm, anh em không muốn làm thì anh em có thể bỏ qua. Đó, rồi ok, nhanh gọn lẹ lắm anh em. Muốn làm, không biết làm thì bỏ qua thôi. Đó. Ủa thường là nó sẽ có cái nhanh chậm đồ ở đây mà ta. Trời đó mất tiêu rồi. Đậu phộng đường mía nữa. Rồi để chạy xong cái này chúng ta sẽ ra ngoài hả? Cái này khá nhanh nè, đừng có lo. Trời ngày xưa không có mấy cái con game màn hình đứng là mấy con này là trời ơi. Chơi là bao phơi luôn á anh em. Giờ có mấy game màn hình đứng ra rồi mấy con này chả ai chơi nhiều. Ok, rồi ở đây mỗi ngày đăng nhập chúng ta sẽ nhận được 10 tệ hả? Rồi ok man. Rồi đăng nhập ngày nhận bà Tetsu Nè Đề. Event thì cái này không có. Rồi quà VIP, chúng ta có VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4, VIP 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, X2. Đó, X2 chúng ta sẽ nhận được đệ nhất ha. Đó, rồi X3. Để vé quay vòng quay thì có ít nên là lụm quay luôn hả? Các bạn này heo hít nó một cái anh em biết gì không? Đó là chúng ta có được vé tệ nạp luôn nha anh em. Đó là anh em canh ngày nào mà có tướng nạp mà anh em hít á, chúng ta có thể gom về chúng ta chơi ha. Tại vì dạo này heo gánh nhiều game quá, không có đủ mà gánh được nữa nên là thôi không gánh nữa chứ chứ không là lụm luôn rồi. Đây nè, một đống tệ nạp luôn nè ha. Đó. Rồi ủa cái tệ đó đâu? Đây nè, tệ nạp nè. Thì cái này chúng ta lên level 50 thì chúng ta sẽ cắn được cái 10 tệ ha. Lên level 60 30 tệ, 70, 80, 90, 95 và 100 ha. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần code nha anh em. Rồi code chúng ta bấm vào đây. Rồi cái ô này rồi chúng ta nhập vô nha anh em. Hiện tại heo cũng không biết là có code nào mới hay không nữa. Nếu có code nào mới thì anh em nhập luôn đi ha. Thì con này thì chơi bằng tài khoản Milu ha. Milu thì có hướng dẫn dưới phần mô tả của video nha anh em.
Đó, nên anh em nào có chơi thì có thể kéo xuống phần hướng dẫn của video này ha. Và những video khác thì cũng đều có hướng dẫn nha. Anh em nào có chơi thì kéo xuống đó. Ok. Rồi, được một mớ vé, vé xanh, vé đỏ, vé vàng, vé tím, nhưng mà gọi là sao ta? Bản này, vé này không phải là chúng ta chỉ có bao nhiêu đây ha. Đó. Nó còn nữa, nhưng mà nó nằm ở khúc dưới nè. Khúc dưới chúng ta sẽ có vé tại ha. Đây, chuẩn bị là hướng dẫn cho anh em chỗ mà kiếm vé luôn. Trước thì heo chơi các bạn cũng như vậy luôn, nhưng mà nó méo có cho vé tại nạp. Bản này là cho luôn, đó là từ từ là anh em sẽ quen thôi, từ từ là anh em sẽ có được VIP là GME phi luôn các kiểu ha. Đây, đó, GME, chúng ta có GME 1. Đó. Mỗi ngày sẽ có được 5 vé xanh. Còn mấy vé kia thì từ từ lên nè. Đó, VIP 3 có 50.000 kim cương một ngày. Rồi VIP 4, GME 4 có mảnh hai con này. Chắc heo mai heo sẽ chơi quá. Chỗ này cũng thời gian biểu cũng có được xa xa và cũng lấy muốn hai con này anh em. Đó, gán chơi không biết lên được GME mấy đây. 1000 mấy thì không biết nó chơi được lên GME mấy nữa. Mà GME 6 thì chúng ta có 5 bé xanh, 5 bé đỏ, 5 bé tím, chỉ cần lên tới đây là chúng ta thấy mãn nguyện rồi nè. Lên tới trên này nữa thì chắc không dám. Này, tại trên này còn cao lắm, còn xa và còn nhiều thứ lắm. Rồi đó là cái GME chúng ta được phi hả. Đó. Ok, VIP 5, VIP 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok hết. Rồi em cũng đang muốn test là ăn hết cái đống này là nó lên được tới VIP bao nhiêu anh em. Rất là tò mò. Vì ở đây cộng lại là hơn 2.000 tệ ha. Ở đây là có 650, 650 cộng với cái đống này nè, hai cái này với cái này đó, là nó được là 2.000 rồi. 2.000 ở đây là 300 nữa, là 2.003 rồi ha. Đó, 2.003 thì không biết nó lên được tệ bao nhiêu nhỉ. Đù, mỗi ngày 10 tệ đó là chúng ta ăn được 50.000 kim cương ha. Nào, phải gọi là hôm nữa. Ok, à trong này có event nè anh em. Trời ơi, quà nạp được nè đó. Quà nạp nó tính nè, tích nạp nè ha. Quá trời luôn, nạp 20 tệ được con Kabuto. Ôi, tiên nhân Kabuto nha anh em. Wow. Ok, 10 tệ thì có mấy cái này là ngon lắm. Ok, 200 tệ chúng ta sẽ có được con cái này là Obito lục đạo. Đó. Rồi cái này là Naruto để hất rồi nè. Đó. Ok. Rồi đây, quà nạp 150 và quà nạp ngày hôm nay nè hả? Đây. Quà nạp 800 tệ hả? Chà, cái này chắc ăn không nổi đâu. Chua lắm, lên cao lắm anh em ơi. No no no, không ăn nổi cái đó đâu. Này quà nạp đầu nè, Ben. Rồi vô coi đóng tướng, chúng ta có một con Itachi, ở là ông Takashi, ủa không được 5 sao hả ta? Ủa xanh đó, để cha nó đi, Ben nè hả? Rồi ông đệ nhất của tôi đâu? Đây, ủa vẫn không lên được 4 sao hả? Vẫn hiếu hiếu gì vậy ta? Rồi vô shop, à shop thì chúng ta phải farm cái đống này lên. Ok, mặc dù đầu vô là nó cho một mớ thể lực, nhưng mà không biết là với đống thể lực này. Ôi, vũ sức lên level 12 anh em. Vũ sức không đây? 10 rồi nè. 11. Rồi ok ok, có thể lên được 12 đó. Rồi lên 12, quẹo trái liền. Vô shop. Rồi ở đây chúng ta có bán nhưng mà méo có tiền. Đây chúng ta có tiền nè anh em, 100.000. Wow, điều đầu tiên chúng ta vào shop này là chắc anh em sẽ mua rất là nhiều thứ. Nhưng heo chỉ địa có một thứ thôi anh em. Đây còn Ichi hả?
chúng ta có thể xả hết đạn vào con Ichi luôn hả? Heo heo chơi con này là heo xả hết đạn cho con Ichi luôn. Ok, người ta chơi thì trước heo chơi heo nạp 30 tệ, 30 tệ hay 50 tệ gì đó là heo lên được VIP VIP 3 hả? Nhớ là con này là bao nhiêu tệ là chúng ta lên được VIP cao nữa. Mà mua cái này thì vô tư. Trời ơi. Vì cái điểm này hình như nhớ không lầm là ở vòng quay xanh là chúng ta có nữa. Có nhiều lắm. Đó là ok, cứ ăn thoải mái hả. Lên được 150 rồi. 150 mà mới có 66.000 anh em. Đó. Mới có 66.000, chưa được hết 50.000 kim cương nữa, là 50.000 điểm nữa. Ok, chắc thôi mỗi tay quá ngừng đi hả. Đây, anh em nào có mua cái này thì mua. Đây, điểm ở đây 20.000 hả, 20.000 thì méo đủ mua một con anh em. Thiệt luôn á, ở đây mua hai lần là hết mẹ nó rồi. Điểm ở đây khá là chua. Rồi heo mới xem cái thông tin nạp ở bên Milu app hả, thì 1.000 tệ là chúng ta lụm được cái này nha anh em, lụm được cái ô này đó. Rồi như cái này tới 3.000 tệ lận. G17 chúng ta chỉ cần lên G16 là hôm rồi anh em, thiệt lên G16 là coi như là bá cháy con bò rồi hả. Ok ok, chứ cái này heo sẽ cài hả. Bà quên bà nó. Nó mở server khi nào và khi nào đóng rồi. Ủa lộn, khi nào có server mới rồi. Mà hiện tại game vẫn còn chơi tốt nha anh em. Đó. Ok, vé quay xanh hồi nãy. Đây, vé quay xanh 10.000. Vé quay xanh này vô tư rồi anh em. Đó. Đó, nó ra điểm là vô tư. Ok. Rồi thể lực ở đây hồi nãy như là thấy có một mớ hả ta. Thể lực thì nó nằm ở trong cái GME luôn. Đây ngày 500, lên GME2 thì ngày được 1.500, GME3 thêm 1.000 nữa là 2.500, và từ đó là lên trên này là méo còn thể lực nữa hả. Nhưng mà chúng ta có thể mua thể lực anh em, mua hình như là mua vô số luôn, không biết là bao nhiêu luôn, tiền nhiều mà, mua thể lực thoải mái nha anh em. Nào đó, cứ mua nha. Đó à, còn cái chỗ quay quay trang bị ở đây là quay tốn 20.000 ha. Nè, quay tốn tiền mà đây là mấy con tướng bèo bèo không à, không có tướng nào ngon ha. Nhưng ở đây chúng ta quay nhân 10, đây là nhìn kỹ nha, 7438800 đó. Ok, quay rồi, nhìn lại số 7438800 là quay phi ha, vòng quay vàng là quay phi ấy, không có tốn một đồng nào hết nha anh em. Đó, ta đây là thấy là mê liền, trời trời. Ok đó, rồi link thì heo sẽ để dưới phần mô tả nha, anh em nào có chơi thì tải về. Đó, con này hãy chơi cực ngon và còn đang open server hàng ngày, nên anh em nào có chơi thì tải về. Đó. Ok, rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Còn nhiều game hay ho khác đang chờ đợi chúng ta ha. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn.